Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Countryside Channel. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn khá là thân thuộc với chúng ta vào ngày Tết. Đó chính là món xôi gứt. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào thực hiện nha.
Rồi. Cuối cùng thì mình cũng thực hiện xong món xôi cứt này rồi. Thì khá là đơn giản và dễ làm, phải không nào các bạn? Nhân dịp Tết đến xuân về thì Countryside Channel xin chúc cho tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua, và hy vọng sắp tới sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn, nhiệt tình hơn từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.